Cuộc đời Tưởng Giới Thạch. Tưởng Giới Thạch, một nhân vật đặc biệt trong lịch sử cận đại, ông được biết đến vừa là nhân vật phản diện, phải hứng chịu nhiều đao búa của dư luận, vừa là hình ảnh chính nghĩa được ca ngợi hết lời, tôn vinh như một vị lãnh tụ đã bảo vệ Đài Loan. Từ bé, ông đã thích múa nghịch dao gậy, gọi con nhà hàng xóm đến chơi trò chiến đấu, tự mình làm đại tướng chỉ huy. Thời trẻ ông gia nhập Trung Quốc Đồng Minh Hội, sang Nhật Bản học tập quân sự. Tưởng Giới Thạch từng thống trị Trung Quốc trong gần 22 năm, cho đến khi Đảng Cộng sản Trung Quốc lập chính phủ vào năm 1949. Trong thời kỳ chiến tranh kháng Nhật, dưới bàn tay lãnh đạo của Tưởng Giới Thạch, quân đội Trung Quốc đã thành công ngăn chặn bước tiến của quân Nhật. Vào năm 1949, Tưởng Giới Thạch tuyên bố từ chức Tổng thống của Trung Quốc, sau đó ông chuyển sang cầm quyền Đài Loan và không tham gia vào chiến trường đại lục. Mao Trạch Đông, người cầm quyền Trung Quốc từ năm 1949 đánh giá Tưởng Giới Thạch là đầu sỏ phát xít Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng phê phán ông là kẻ thù của quần chúng, vô sỉ. Cho đến nay, những bí mật về cuộc đời Tưởng Giới Thạch vẫn đang còn nhiều tranh cãi, nhưng chắc chắn ảnh hưởng của ông trong việc viết nên những trang sử Trung Hoa là không nhỏ.